Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong những ngày gần đây, cái nắng trên vùng biên giới Tây Nam ngày một gay gắt, nhiệt độ càng tăng cao khiến cho nhiệm vụ của những cán bộ chiến sĩ tại các liều trạm cắm chốt dọc tuyến biên giới này ngày càng khó khăn vất vả hơn. Nhưng với mệnh lệnh chống dịch như chống giặc, thời gian qua gần 3.000 cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng với các lực lượng khác đã và đang nỗ lực hết sức với quyết tâm kiểm soát chặt cửa khẩu, đường biên lối mở, ngăn chặn dịch bệnh. Chốt dã chiến này được thành lập gần một tháng nay trên địa bàn biên giới Bến Cầu, Tây Ninh. Lực lượng cắm chốt ở đây gồm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cùng các lực lượng khác. Chốt dã chiến chỉ có một tấm bạt căng lên, ban ngày nắng nóng rát mặt, buổi tối giữa rừng đầy muỗi và sương đêm. Nhưng những khó khăn này không ảnh hưởng đến tinh thần của các chiến sĩ trực chốt nơi đây. Mặc dù trực ở ngoài biên giới phải ăn ở ngoài nẻo võng như này rất là khó khăn, nhưng mà anh em chúng tôi cũng động viên cán bộ chiến sĩ trong ba lực lượng để cùng nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, một bộ phận người dân do sợ bị cách ly nên đã cố tình nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, gây ra những khó khăn trong công tác chống dịch. Để đảm bảo không để dịch lây lan qua biên giới phía Tây Nam nước ta, Bộ đội Biên phòng đã thành lập 562 tổ tuần tra kiểm soát chốt chặn với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ biên phòng và các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ngăn chặn đại dịch từ cửa ngõ biên giới. Thực hiện cái kế hoạch chống dịch thì chúng tôi đã đóng cái chốt này trực 24/24. Thứ nhất ở đây là tuyên truyền cho bà con nhân dân là đi lại đúng cái đường quy định để kê khai cái y tế và cái đo thân nhiệt. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia cũng như là Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về chống dịch COVID-19 ấy, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kịp thời triển khai là tăng cường cái công tác quản lý biên giới, kiểm soát cửa khẩu để triển khai cái nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới. Trước cái tình hình đấy thì chúng tôi đã là triển khai cái kế hoạch là điều động tăng cường cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng như y tế, hải quan, các chốt dân quân ở trên biên giới để kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, đồng hành trong cái công cuộc là phòng chống dịch COVID-19 này. Hàng ngày, hàng giờ, tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng hiển thị số ca nhiễm bệnh trên thế giới ngày càng tăng cao. Điều này đồng nghĩa nhiệm vụ của cả xã hội và những chiến sĩ nơi tuyến đầu sẽ càng vất vả và có thể còn kéo dài. Họ vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, vừa ngăn chặn dịch bệnh không xâm nhập vào nước ta.